Duy Linh rất vui gặp lại quý vị và các bạn nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Trước khi vào câu chuyện, Duy Linh xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn luôn luôn được bình an và thành công trong cuộc sống. Hôm nay tiếp tục chương trình, Duy Linh có nhận được Gmail của một bạn nữ. Vì bảo mật thông tin, nên tạm thời Duy Linh sẽ đặt bạn nữ này tên Phụng nha quý vị. Hôm nay bạn Phụng sẽ kể cho chúng ta nghe một câu chuyện có tiêu đề Cha chồng hấp diêm con dâu khi mới sinh con. Rồi bây giờ, Duy Linh xin mời toàn thể quý vị và các bạn nghe bạn Phụng kể câu chuyện của bạn nhé. Em xin chào anh Duy Linh, em xin chào tất cả mọi người. Em tên là Phụng, năm nay em 22 tuổi. Gia đình em trước đây có 4 thành viên, gồm có ba mẹ em trai em và em. Năm em 15 tuổi, ba mẹ em ly dị. Lúc ba mẹ em thôi nhau, thì nhà cũng bán chia đôi. Ba mẹ em mỗi một người một ít tiền. Lúc đó thì ba đi đâu sống em cũng không biết. Em thì sống với mẹ. Ngày ngày thì mẹ con cũng làm việc, đi làm thuê ở ngoài Hà Nội. Lúc đó em với mẹ đi làm thuê trong rừng. Sau 2 năm thì mẹ có quen một người đàn ông. Mẹ với chú đó quen nhau chừng 2 tháng thôi thì hai người mới về sống chung một nhà. Khi mà mẹ con em về nhà chú đó thì mới đầu chú cũng đàng hoàng lắm. Nhưng mà sau nửa năm thôi thì lúc đó đó em trổ mã con gái lên, em rất là đẹp. Vòng một em thì cũng đẩy đà lắm. Lúc đó thì cha dượng em cũng có một người con trai lớn hơn em mấy tuổi. Ngày ngày đó thì em bị cha dượng nhìn ngắm. Thêm một phần nữa đó là thường xuyên em bị con trai của cha dượng đó giỡn. Nói chung là cũng bốc hốt đó. Em cũng chịu đựng khoảng 1-2 tháng đó. Lúc đó em thấy càng ngày càng lố rồi. Em nhắm không ổn, em mới nói với mẹ em là bây giờ con không ở nhà này nữa đâu. Con sẽ đi một nơi khác ở. Lúc đó mẹ mới hỏi là sự việc như thế nào. Em mới kể toàn bộ giống như nãy giờ mà em kể cho mọi người nghe đó. Cho mẹ em nghe. Mẹ mới nói nếu con quyết định đi thì mẹ đi cùng con. Em mới nói thôi, con thấy mẹ sống cũng hạnh phúc đó. Nhưng mà tại vì con quá đẹp nên là ở nhà này có hai người đàn ông thường xuyên dòm ngó. Con thì con gái mới lớn nên là nhiều khi con tự làm chủ được bản thân mình, nhưng mà có đôi lúc cũng sẽ gặp nguy hiểm. Con thấy Dượng cũng thương mẹ đó, nên bây giờ thôi, mẹ ở lại đây với Dượng đi. Con sẽ đi đến một nơi nào đó, ở một mình rồi làm việc. Lúc đó thì mẹ không cho, nhưng mà thật sự đó thì em thấy Dượng cũng thương mẹ nhiều lắm. Nên bây giờ đó, em không thể nào mà đưa mẹ đi theo. Đưa mẹ đi theo thì sẽ tội nghiệp cho mẹ, tại vì mẹ cũng bến đổ rồi đó. Lúc đó thì em 17 tuổi mấy rồi, em cũng biết được sự việc, cái chuyện mà hạnh phúc gia đình của mẹ. Buổi tối hôm đó em nói chuyện với mẹ nhiều lắm. Em ngủ riêng một phòng, rồi tối đêm đó em cũng thu xếp quần áo. Tới 3 giờ mấy sáng đó, em mới âm thầm lặng lẽ ra đi. Em để lại cho mẹ một lá thư. Trong nội dung của lá thư thì em cũng chúc mẹ hạnh phúc vậy thôi. Lúc đó thì em cũng có được mấy triệu đứng ra bến xe, rồi em lưu lạc vào thành phố Hồ Chí Minh. Rồi khi tới Sài Gòn rồi đó, thì em giống như mà đứng chơi phơi giữa dòng người. Rất đông người ta mà em không biết là mình phải đi hướng nào. Khi mà xuống bến xe miền Đông rồi đó, lúc đó xe ôm rất là nhiều nhưng mà em không dám đi. Em đi lang thang một hồi. Lúc đó thì có một anh ráp khoảng hai mấy tuổi. Anh đậu xe ở lề đường đó. Em đi ngang thì anh mới hỏi em ơi đi xe không? Anh chở cho. Mới hỏi anh ấy là anh có biết chỗ nào mà có khu nghiệp nhiều hay không? Anh mới nói là khu vực này xí nghiệp rất là nhiều. Nếu mà em muốn đi làm đó thì trước tiên thì em phải thuê được phòng trọ ở đi. Rồi em hãy tính tới chuyện là xin việc làm. Khi mà tiếp xúc nói chuyện một hồi thì em thấy là anh ấy nói chuyện khá là đàng hoàng. Rồi thôi, em cũng nhờ anh ấy chở em đi tìm phòng trọ. Anh ấy cũng là một người tốt. Anh ấy nói là anh biết chỗ nhà trọ rẻ đó. Nó hơi nóng chút xíu nhưng mà nó rẻ. Tại vì đa số em đi làm tối ngày, không có ở nhà. Nên là có nóng thì cũng không sao. Quan trọng là rẻ. Em mới nói dạ, chở em đi ngang chỗ mà chợ đó thì anh có chỉ. Anh mới nói là chợ cũng gần. Nên là từ trong phòng trọ em ra đây nè. Làm đi mua đồ cũng tiện lắm. Rồi anh ấy cũng chở em đến một khu nhà trọ đó thì nó cũng dơ lắm. Nhà thì thấp nhưng mà giá thì rất là rẻ, chỉ có 1,2 triệu một tháng. Khi đến đó đó em tìm được nhà trọ rồi thì em rất là vui rồi. Lúc đó thì em thấy anh chạy xe đó cũng tốt bụng đó. Xin số điện thoại của anh ráp đó. Em nói là để em sắp xếp mọi thứ đi. Rồi ngày mai đó em nhờ anh chở em đi xin việc làm. Lúc đó thì em cũng trả tiền xe rồi anh ấy đi về. Em vô dọn dẹp phòng trọ xong rồi. Bây giờ em phải đi ra chợ, đi từ trong phòng trọ đó ra chợ khoảng 300 mét thôi. Em cũng ra chợ mua mọi thứ cần dùng. Khi mua đồ về nấu cơm, em cũng cúng trong phòng trọ xong rồi em mới ăn. Tối hôm đó thì lạ chỗ đó, nên là em nằm bấm điện thoại cho tới khuya, mệt thật là mệt rồi mới đi ngủ. Sáng ngày hôm sau thì em mới điện thoại cho anh ráp chạy đến và chở em đi xin việc làm. Sáng hôm đó anh ráp nhiệt tình chở em đi nhiều nơi lắm, nhưng mà không có chỗ nào nhận. Bởi vì em chưa đủ 18 tuổi, rồi em cũng không có đơn xin việc làm. Tới công ty nào cũng vậy hết. Người ta nói không có đơn xin việc làm, người ta không nhận. Rồi cuối cùng thì anh ráp mới chở em hoành về chợ.
về chợ đó thì có hai công việc để làm, một là đi bưng bê, còn hai nữa là đi bán quán cà phê. Đầu tiên thì em cũng chọn con đường là bưng bê. Em cũng đi tìm xin nhiều chỗ nhưng mà không ai nhận. Rồi cuối cùng thì em đi đến quán cà phê đó, thì có một quán cà phê đó đang tuyển người, rồi em cũng vào đó em xin. Khi mà em gặp chị chủ đó, chị chủ nói là làm thử việc tháng đầu tiên đó là 5 triệu, còn tháng sau ký hợp đồng rồi đó là được 6,5 triệu. Rồi em cũng chấp nhận làm việc ở quán cà phê. Xin việc xong rồi thì em cũng về. Ngày sáng hôm sau đó em mới đến làm việc. Sáng ngày hôm sau thì em đến làm việc đó, thì em làm việc trong suốt một tháng đó. Quán cà phê bình thường nhưng mà đông khách lắm. Thời điểm đó đó em xinh gái lắm. Các anh mà trẻ trẻ đó thường xuyên vào quán cà phê để ủng hộ cho quán. Chủ quán thấy mà từ lúc em vào quán mà phụ việc mà khách đông lên hẳn đó. Tháng sau đó thì tháng thì cho thêm em 1 triệu nữa là được 7,5 triệu. Tại vì gần khu công nghiệp, gần chợ đó, nên là quán cà phê võng đó là rất là đông khách luôn. Có gần cả 100 cái võng mà số lượng khách đó, các anh ráp chạy xe đó, rồi về đó nằm nghỉ lưng đó, rất là đông. Khoảng mà 10 giờ đến 12 giờ là khách rất là đông. Cả 100 cái võng nhưng mà tới giờ đó là đặt cứng hết. Cà phê thì bán cũng rẻ lắm, nhưng mà nhờ cái là lời số lượng. Nói chung là công việc cũng vất vả, nhưng mà em thấy cũng vui. Em làm việc đó được 4 tháng, thì trong 4 tháng đó có một người khách, một nam thanh niên đó cũng trẻ, ban ngày thì không thấy bóng nhưng ban đêm đó là từ 8 giờ anh ấy đến ngồi cà phê tới 10 giờ mà ngồi đúng một vị trí đó. Khi anh ấy đến quán cà phê mà cái bàn đó đó là có người ngồi rồi đó, là anh ấy không ngồi bất kỳ bàn nào, anh ấy đi ra về cứ như vậy đó. Chị chủ có ý lắm, tại vì cái bàn đó là nằm trước cái quầy. Khi mà chị vô quán thấy mà mỗi lần anh ấy đến mà cái bàn đó mà có khách rồi đó thì anh ấy đi ra đi về, rồi cũng phải là như vậy đó. Thì chị chủ quán á, chị mới để ý. Từ đó về sau đó cái bàn đó ban ngày thì cứ để bình thường, từ 8 giờ đó là bắt đầu rút ghế hết cái bàn đó, chỉ chừa đúng cái bàn thôi. Khi nào anh ấy đến thì dinh ghế ra để cho anh ấy ngồi, còn nếu mà qua 8,5 giờ mà không thấy anh ấy ra thì bắt đầu sắp ghế vào để cho khách ngồi. Cứ như vậy anh ấy ra là từ 8 giờ tới 8,5 giờ, hơn nữa thì anh ấy không có ra. Trong cái khoảng thời gian đó thì em thấy cái anh chàng này cũng hơi kỳ cục. À, tánh em cũng tò mò, thường xuyên tiếp xúc với anh ấy đó, rồi cũng trò chuyện. Trong thời gian em làm việc cho quán được 7 tháng đó thì anh ấy mới làm quen em, và anh ấy mới hỏi em tên gì. Em mới nói là em tên Phụng. Rồi anh ấy mới giới thiệu anh tên Nhã. Từ đó thì hai em bắt đầu quen nhau. Lúc đó thì em mới biết được anh ấy làm bên kỹ thuật của công ty. Ngày ngày đó thì anh ấy làm việc trong công ty, mà anh ấy thường xuyên đi công tác đâu nào kia. Nhà anh ấy thì chỉ có 2 cha con thôi. Trong thời gian đó thì hai đứa em quen nhau và tìm hiểu nhau như vậy đó là gần 2 năm. Anh Nhã mới bàn với em làm đám cưới. Khi anh Nhã bàn đám cưới đó thì em cũng đồng ý. Phần một câu chuyện hôm nay chúng ta nghe đến đây đã hết rồi. Dĩ Linh hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn phần cuối tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.